máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S được trang bị chức năng điện giải nước, tạo nước lọc mang tính kiềm tốt cho sức khỏe. Thế thực hư tác dụng và chất lượng của máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S như thế nào? Người dân Việt Nam luôn có thói quen ưa chuộng NGHNG Nhật Bản. Đã cơ bị ETLAHNG nội đi A Nhật Bản điều na IDU NGVHNG nội đi A Nhật Bản có tiêu chuẩn cơ hợp tờ lựa NG tô thờ. Sản phẩm máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S là một trong những loại máy hiện đại và độc đáo nhất hiện nay đang được rất nhiều các quốc gia trên thế giới tin dùng và sử dụng hiện nay. Cơ chế hoạt động của máy lọc nước điện giải Panasonic. Trước khi đánh giá thực hư tác dụng và chất lượng của máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S, thì bạn hãy hiểu về cơ chế hoạt động của máy để tạo ra nguồn nước cái ẩn kiềm dầu hydrogen trước nhé. Cơ chế hoạt động của máy lọc nước cái ẩn kiềm sẽ trải qua hai giai đoạn. Với mỗi giai đoạn sẽ có các chức năng khác nhau. Giai đoạn đầu tiên có chức năng loại bỏ những chất cặn bã, vi khuẩn, chất gỉ sét trong quá trình nước di chuyển trong ống nước và bể chứa, loại bỏ những chất hóa học như clo, chất tẩy rửa phổ biến nhất hiện nay. Hóa chất dư thừa có trong nước. Kết quả sẽ cho ra nguồn nước sạch mà vẫn giữ nguyên những chất khoáng tự nhiên có trong nước ban đầu. Giai đoạn tiếp theo, nước đã được lọc sẽ đi vào buồng điện phân. Chức năng của giai đoạn này là phân tách các phân tử nước. Sau đó thái cấu trúc các phân tử nước, sinh ra nước cái ẩn kiềm ở cực âm, nước cái ẩn axit, có tính axit, ở cực dương. Tiếp tục tại cực âm. Các cái lẹt trò điện tích âm, E, liên kết các hydro điện tích dương, hydro gen ion, để tạo thành khí hydro, H2, và các cái ẩn hydroxit, OH. H2 là hydro phân tử hay hydrogen. Và đây chính là nguồn nước mang đến những công dụng vi diệu cho sức khỏe của người sử dụng. Minh chứng có thật về công dụng máy lọc nước điện giải Panasonic. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có nền công nghệ sản xuất máy lọc nước cái ẩn kiềm tốt nhất hiện nay. Số lượng máy tạo nước điện giải hàng năm được sản xuất lên đến vài triệu máy và được phân phối đi hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới. Sự thật là trong lúc bạn vẫn đang phân vân có nên mua máy lọc nước cái ẩn kiềm không, thì hàng triệu người dân khắp thế giới đã sử dụng và cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt mà nước cái ẩn kiềm mang lại. Máy điện giải nước cái ẩn kiềm Panasonic được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản là sản phẩm cao cấp sử dụng cho gia đình đã được kiểm chứng về chất lượng. Đạt chuẩn thiết bị gia dụng chăm sóc sức khỏe, tốt cho sức khỏe, sắc đẹp của người sử dụng. Đây là dòng máy điện giải nước cái ẩn kiềm phổ biến trong các gia đình tại Việt Nam. Nếu bạn hỏi một người nội trợ rành rõi về máy điện giải nước cái ẩn kiềm rằng máy lọc nước cái ẩn kiềm loại nào tốt thì khả năng rất lớn câu trả lời là máy điện giải Panasonic. Ưu điểm vượt trội của máy điện giải nước cái ẩn kiềm thương hiệu Panasonic chính là giá cả phù hợp, thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt, tinh xảo, rất phù hợp để trang trí cho góc bếp của ngôi nhà bạn. Nguồn nước được tạo ra từ máy lọc nước điện giải Panasonic cơ hộp xính 92S được phòng thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm Nhật Bản xác nhận tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn có trong nước lên đến 99.999%. Đây quả thật là minh chứng không thể đáng tin cậy hơn khi nói về chất lượng máy lọc nước Panasonic. Hơn thế nữa, tập đoàn Panasonic là tập đoàn đoàn đa quốc gia, 100 năm tuổi, chất lượng được quốc tế công nhận. Do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và những dịch vụ sau bán hàng của Panasonic. Các tấm điện phân của máy lọc nước điện giải Panasonic cơ hộp xính 92S làm từ hợp kim cao cấp đảm bảo tránh ngộ độc kim loại. Công nghệ điện giải tiên tiến của máy tạo nước cái ẩn kiềm Panasonic giúp tạo ra nguồn nước đạt chuẩn pH, dầu hydro phân tử. Và còn bất ngờ hơn nữa khi tương ứng với chất lượng tuyệt vời này là mức giá máy lọc nước cái ẩn kiềm Panasonic vô cùng mềm. Mức giá máy lọc nước điện giải Panasonic cơ hộp xính 92S so với mặt bằng chung các thương hiệu đến từ Nhật là vô cùng bình dân. Đừng vì những công dụng vi diệu cũng như các khác biệt ở cấu tạo của máy mà e sợ rằng giá máy tạo nước cái ẩn kiềm Panasonic sẽ bị đội cao. Hãy liên hệ ngay với Shop Nhật Việt qua hotline 0983-1315-28 để sở hữu sản phẩm cực tiện lợi và thiết thực này. Máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S được trang bị chức năng điện giải nước. Tạo nước lọc mang tính kiềm tốt cho sức khỏe. Thế thực hư tác dụng và chất lượng của máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S như thế nào? Người dân Việt Nam luôn có thói quen ưa chuộng NGHNG Nhật Bản. Đa cơ bị ETLAHNG nội đi A Nhật Bản điều na IDU NGVHNG nội đi A Nhật Bản có tiêu chuẩn cơ hợp tờ lựa NG tô thờ. Sản phẩm máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S là một trong những loại máy hiện đại và độc đáo nhất hiện nay đang được rất nhiều các quốc gia trên thế giới tin dùng và sử dụng hiện nay. Cơ chế hoạt động của máy lọc nước điện giải Panasonic.
Trước khi đánh giá thực hư tác dụng và chất lượng của máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S, thì bạn hãy hiểu về cơ chế hoạt động của máy để tạo ra nguồn nước cái ẩn kiềm dầu hydrogen trước nhé. Cơ chế hoạt động của máy lọc nước cái ẩn kiềm sẽ trải qua hai giai đoạn. Với mỗi giai đoạn sẽ có các chức năng khác nhau. Giai đoạn đầu tiên có chức năng loại bỏ những chất cặn bã, vi khuẩn, chất ỉ xét trong quá trình nước di chuyển trong ống nước và bể chứa, loại bỏ những chất hóa học như clo, chất tẩy rửa phổ biến nhất hiện nay. Hóa chất dư thừa có trong nước. Kết quả sẽ cho ra nguồn nước sạch mà vẫn giữ nguyên những chất khoáng tự nhiên có trong nước ban đầu. Giai đoạn tiếp theo, nước đã được lọc sẽ đi vào buồng điện phân. Chức năng của giai đoạn này là phân tách các phân tử nước. Sau đó thái cấu trúc các phân tử nước, sinh ra nước cái ẩn kiềm ở cực âm, nước cái ẩn axit, có tính axit, ở cực dương. Tiếp tục tại cực âm. Các cái lẹt trò điện tích âm, E, liên kết các hydro điện tích dương, hydro gen ion, để tạo thành khí hydro, H2, và các cái ẩn hydroxit, OH. H2 là hydro phân tử hay hydrogen. Và đây chính là nguồn nước mang đến những công dụng vi diệu cho sức khỏe của người sử dụng. Minh chứng có thật về công dụng máy lọc nước điện giải Panasonic. Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia có nền công nghệ sản xuất máy lọc nước cái ẩn kiềm tốt nhất hiện nay. Số lượng máy tạo nước điện giải hàng năm được sản xuất lên đến vài triệu máy và được phân phối đi hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới. Sự thật là trong lúc bạn vẫn đang phân vân có nên mua máy lọc nước cái ẩn kiềm không, thì hàng triệu người dân khắp thế giới đã sử dụng và cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt mà nước cái ẩn kiềm mang lại. Máy điện giải nước cái ẩn kiềm Panasonic được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản là sản phẩm cao cấp sử dụng cho gia đình đã được kiểm chứng về chất lượng. Đạt chuẩn thiết bị gia dụng chăm sóc sức khỏe, tốt cho sức khỏe, sắc đẹp của người sử dụng. Đây là dòng máy điện giải nước cái ẩn kiềm phổ biến trong các gia đình tại Việt Nam. Nếu bạn hỏi một người nội trợ rành rõi về máy điện giải nước cái ẩn kiềm rằng máy lọc nước cái ẩn kiềm loại nào tốt thì khả năng rất lớn câu trả lời là máy điện giải Panasonic. Ưu điểm vượt trội của máy điện giải nước cái ẩn kiềm thương hiệu Panasonic chính là giá cả phù hợp, thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt, tinh xảo, rất phù hợp để trang trí cho góc bếp của ngôi nhà bạn. Nguồn nước được tạo ra từ máy lọc nước điện giải Panasonic cơ hộp xính 92S được phòng thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm Nhật Bản xác nhận tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn có trong nước lên đến 99.999%. Đây quả thật là minh chứng không thể đáng tin cậy hơn khi nói về chất lượng máy lọc nước Panasonic. Hơn thế nữa, tập đoàn Panasonic là tập đoàn đoàn đa quốc gia, 100 năm tuổi, chất lượng được quốc tế công nhận. Do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và những dịch vụ sau bán hàng của Panasonic. Các tấm điện phân của máy lọc nước điện giải Panasonic cơ hộp xính 92S làm từ hợp kim cao cấp đảm bảo tránh ngộ độc kim loại. Công nghệ điện giải tiên tiến của máy tạo nước cái ẩn kiềm Panasonic giúp tạo ra nguồn nước đạt chuẩn pH, dầu hydro phân tử. Và còn bất ngờ hơn nữa khi tương ứng với chất lượng tuyệt vời này là mức giá máy lọc nước cái ẩn kiềm Panasonic vô cùng mềm. Mức giá máy lọc nước điện giải Panasonic cơ hộp xính 92S so với mặt bằng chung các thương hiệu đến từ Nhật là vô cùng bình dân. Đừng vì những công dụng vi diệu cũng như các khác biệt ở cấu tạo của máy mà e sợ rằng giá máy tạo nước cái ẩn kiềm Panasonic sẽ bị đội cao. Hãy liên hệ ngay với Shop Nhật Việt qua hotline 0983-1315-28 để sở hữu sản phẩm cực tiện lợi và thiết thực này. Máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S được trang bị chức năng điện giải nước. Tạo nước lọc mang tính kiềm tốt cho sức khỏe. Thế thực hư tác dụng và chất lượng của máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S như thế nào? Người dân Việt Nam luôn có thói quen ưa chủ NG Nhật Bản. Đa cơ bị Etla HNG nội DA Nhật Bản điều na Idu NG VHNG nội DA Nhật Bản có tiêu chuẩn cơ hợp tờ lựa NG tô thở. Sản phẩm máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S là một trong những loại máy hiện đại và độc đáo nhất hiện nay đang được rất nhiều các quốc gia trên thế giới tin dùng và sử dụng hiện nay. Trước khi đánh giá thực hư tác dụng và chất lượng của máy lọc nước điện giải Nhật Bản Panasonic cơ hộp xính 92S, thì bạn hãy hiểu về cơ chế hoạt động của máy để tạo ra nguồn nước cái ẩn kiềm dầu hydrogen trước nhé. Cơ chế hoạt động của máy lọc nước cái ẩn kiềm sẽ trải qua hai giai đoạn, với mỗi giai đoạn sẽ có các chức năng khác nhau. Giai đoạn đầu tiên có chức năng loại bỏ những chất cặn bã, vi khuẩn, chất ỉ xét trong quá trình nước di chuyển trong ống nước và bể chứa. Loại bỏ những chất hóa học như clo, chất tẩy rửa phổ biến nhất hiện nay, hóa chất dư thừa có trong nước. Kết quả sẽ cho ra nguồn nước sạch mà vẫn giữ nguyên những chất khoáng tự nhiên có trong nước ban đầu. Giai đoạn tiếp theo, nước đã được lọc sẽ đi vào buồng điện phân. Chức năng của giai đoạn này là phân tách các phân tử nước. Sau đó thái cấu trúc các phân tử nước, sinh ra nước cái ẩn kiềm ở cực âm, nước cái ẩn axit,
có tính axit, ở cực dương. Tiếp tục tại cực âm. Các đế lẹt cho điện tích âm, E, liên kết các hydro điện tích dương, hydro gen ion, để tạo thành khí hydro, H2, và các gen hydro xít, OH. H2 là hydro phân tử hay hydrogen. Và đây chính là nguồn nước mang đến những công dụng vi diệu cho sức khỏe của người sử dụng.